Mày nha mày, làm đàng hoàng. Không những tao đền mày tiền cái bao lúa đó, tao kêu ông Năm đuổi việc mày luôn. Ông ngộ nha, tôi làm gì cho chú Năm? Ủa làm gì cho ông hả? Mắc gì ông chửi tôi hoài vậy? Lúa của tao, tao mua. Lúa này của ông hả? Ừ. Lúa của ông đúng không? Ừ. Trả cho ông nè, trả là cho ông nè. Tiền công của tôi á, cứ giữ nó đi mà ăn, được chưa? Để có sức mà ăn lúa. Bắt nó lại, bắt mày về đây với tao. Luôn. Giữ nó lại, bắt nó lại tao. Luôn ơi, có sao không? Luôn. Ngu hả? Ngu đứng lại. Mày với tao chó cắt mày đó mà mày chó. Không đứng lại. Con bắt được tao đi người tính. Đúng không? Tao bắt được tao đi. Đây. Mày đừng có chạy nữa. Ông Lưu ông cũng biết nhà mày, ông cũng qua bắt mày à. Chờ đâu. Mày chạy nữa tao bắt được mày, tao đánh chết bà mày luôn á. Bắt được tao đi rồi đánh chết bà tao. Ủa tụi mày chỉ nói không à? Dám làm được không? Hả? À? Con bắt tao nè. Ủa con khỉ, không dám nói tao còn bơi đâu, không chi con kênh này. Con kênh này nhầm gì với tao? Đó, muốn bơi đưa hả? Đổ lên hả? Muốn nghe, muốn tao nghe, bật lại, muốn nghe, muốn nghe. Trời ơi mấy cha ơi, mấy cha cho con thở chút đi. Lên mày, lên. 4-1 sao chịu nổi. 4-1 hả? Giờ tao mới đi gặp mày. Mày mình chó này buông ra thôi. Giữ nó đi. Đi đây về em chưa cơm. Ủa dạ ơi, Lắm á, Lắm là em Lắm bị người ta bắt rồi chị hai. Cái gì vậy? Sao bị bắt? Thì ông ấy, tự nhiên em đang chân dịch, thấy người ta bắt em Lắm đi rồi. Người ta nói muốn cứu Lắm thì phải qua nhà máy xay lúa của ông Lưu. Đi. Thả tôi ra chưa? Không tôi báo công an bắt mấy người đó. Mày ngon mà đi báo đi. Coi thằng nào bị gô cổ. Tao chối mày ở đây đã là nhân đạo với mày rồi. Còn không đúng ra đó, tao đưa mày lên công an xã rồi. Thả tôi ra. Thả ra. Lắm. Hai ơi. Lắm rồi. Cởi chói cho em đi Hai. Trời ơi, sao mà cô làm gì vậy? Ai cho cô cởi chói? Chú, có gì từ từ nói, sao chú chói tay em con dữ vậy? Cô biết là làm gì tôi không? Nó lên ghe lúa của tôi, nó làm đổ lúa của tôi, nó xô tôi xuống sông, hỏi tôi có quạo không? Lắm, sao em đi gây chuyện gì vậy Lắm? Hai đừng có tin ông. Tại ông già ông yếu, ông khiêng bao lúa không nổi, rồi ông tự trượt chân ông té xuống sông. Chứ em đâu có xô ông đâu. Ba mày, mày còn đổ thừa là ngược lại tao hả? Đánh nó gì tao? Dạ thôi đừng. Xin mấy anh, dạ cho chú, có xin chú. Chú ơi, em còn nó còn nhỏ lắm. Nói lỡ làm cái gì mà chú giận á, chú gọng lượng chú bỏ qua cho em con ơi chú. Con sẽ về con dạy là em con mà chú. Thằng này phải đưa đi cải tạo nó mới chừa tội. Dạ thôi đừng chú. Em con á buổi tối nó còn đi học nữa. Nếu mà như vậy á lỡ dở chuyện học của nó tội nghiệp lắm. Chú tha đi chú, con xin chú mà chú. Hai, không việc gì phải năn nỉ con già này hết, trời không? Gì vậy? Cô thấy không? Nó nói chuyện mất dạy như vậy đó. Chú tha đi con đi chú, con xin chú á. Dạ em con nó còn nhỏ, nó không có suy nghĩ nên là chú đừng có giận em con ơi chú. Lắm ơi xin lỗi chú Lưu đi Lắm. Em xin lỗi đi mà Lắm, xin lỗi đi. Em xin lỗi chú Lưu đi Lắm. Lắm chú thằng này. Chú ơi con xin lỗi chú. Con về con sẽ dạy em con mà chú. Chú ơi con xin chú á. Thôi được rồi, coi như tôi nể tình em.
Tha cho nó đi, cho trái. Tôi cảm ơn chú, xin lỗi chú Lu đi lắm. Xin lỗi chú Lu một tiếng đi lắm. Xin lỗi tiếng rồi về. Em không có lỗi, không gì phải xin ông hết. Còn ông nữa, ông nhớ mặt tôi đó.